Vị thiền sư mở tấm bản đồ ra và hỏi các học trò của mình rằng: các con hãy cho ta biết những dòng sông trên tấm bản đồ này có đặc điểm gì? Các học trò trả lời: thưa thầy, tất cả chúng đều quanh co gấp khúc ạ. Thiền sư lại tiếp tục đặt câu hỏi: vậy tại sao những dòng sông không chảy theo đường thẳng mà lại chảy quanh co gấp khúc như vậy? Cả lớp bắt đầu bình luận rất rôm rả. Có người thì cho rằng những dòng sông chảy quanh co gấp khúc như vậy sẽ kéo dài được quá trình chảy, nhờ vậy mà nó có thể chứa được nhiều nước hơn. Mùa lũ đến, nước sông sẽ không dâng quá cao gây lũ lụt. Có người thì lại cho rằng do dòng sông được kéo dài ra, vì vậy lưu lượng nước trên mỗi đoạn sông sẽ giảm đi. Nước sông sẽ bớt bào mòn bờ sông, đỡ sạt lở. Thiền sư ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng: các trò trả lời đều đúng cả. Nhưng thực ra, những dòng sông chảy quanh co gấp khúc là một trạng thái hết sức bình thường của tự nhiên. Bởi vì trong quá trình chảy về phía trước, nó gặp phải vô số những chướng ngại vật và có những trở ngại không thể vượt qua, buộc nó phải chọn cách đi đường vòng để có thể chảy tiếp. Ngừng một lát, thiền sư lại thong thả tiếp lời: thực ra, cuộc đời con người chúng ta cũng như vậy. Khi gặp phải những trắc trở và gập ghềnh, chúng ta cũng nên nghĩ rằng đó là một trạng thái hết sức bình thường của cuộc sống. Chớ bi quan thất vọng, đừng than ngắn thở dài, cũng đừng lùi bước, mà hãy xem việc đi đường vòng là một cách thức, một phương thức khác để chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước. Như vậy thì tất cả chúng ta đều sẽ giống như những dòng sông chảy quanh co gấp khúc kia, cuối cùng đều có thể đến được với biển lớn.